Xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay Thảo mới đặt mua được một cái loại ốc rất là lạ, cho nên Thảo sẽ chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Trong này thì mình đặt mua 10 con ốc lá, mà ốc lá này còn gọi là ốc hương rừng hay là ốc hương cây gì đó. Nghe nói là nó ăn ngon hơn là ốc hương luôn đó các bạn. Mà mình thì mình thích cái màu sắc của nó, cho nên mình muốn mua thử về để xem nó như thế nào để mình thử nuôi. Cái gói hàng này là cái chủ shop bán hàng gửi cho mình cho tới cái ngày mình nhận được là 5 ngày nha các bạn. Mà các bạn thấy họ gói vô cái miếng giấy không? Bây giờ cái giấy nó khô luôn rồi. Mà mình vẫn chưa biết là con ốc nó có sống hay không. Vì cái giấy nó đã khô, nó bám vào con ốc rồi, cho nên là mình sẽ nhúng nó vô nước để cho nó tan cái giấy ra nha các bạn. Hiện tại thì mình quay nhìn nó không có rõ, nhưng mà ở ngoài là con ốc nó đẹp hơn rất nhiều nha. Cái ốc mình đang cầm là ốc đỏ. Ốc đỏ nó mắc hơn ốc xanh gấp 5 lần. Có những cái con ốc đỏ mà cái con giống á, nó có thể lên đến 1 triệu đồng một con nha, chứ không phải 1 triệu đồng một ký đâu. Ốc này là ốc cực kỳ mắc luôn. Cái có mấy người nuôi được ốc này này, nhưng mà họ bán cho mấy nhà hàng mà giá xỉ á, là đâu 300-400 ngàn một ký. Đó là những cái loại ốc mà nó ít đẹp á, tại vì ốc này nó có nhiều hoa văn lắm. Mình thấy cái loại ốc này nó có tiềm năng kinh tế rất là cao. Nếu mà mình mua được cái ốc mà mấy người đi rừng á, đi rừng bắt về rồi mình thuần nó, mình nuôi cho nó sinh sản ra, bán rất là có tiền luôn. Mình thì mình thấy ở cái chỗ khu vực mình ở là hầu như không có ốc này, mua nó xa quá, cho nên mình có muốn làm kinh tế nó cũng hơi khó. Nên mấy bạn nào mà gần cái vùng mà nghe nói là Trảng Bom, Đồng Nai nè, nói chung là đi về cái miền đằng kia kìa. Cái ốc này là mình mua ở Đắk Lắk nha các bạn. Rồi nghe nói là vùng Lai Châu nó cũng có, mà nó có hoa văn còn đẹp hơn nữa. Tức là mỗi khu vực, mỗi cái địa lý nó sẽ có ra được những cái hoa văn khác nhau. Và nó có những cái hoa văn mà mấy cái hãng thủ công mỹ nghệ họ mua một con là 300-400 ngàn, một con là 300-400 ngàn. Nếu như mà họ nhìn ra được những cái hoa văn mà nó hiếm á, có giá lắm đó nha các bạn. Kìa kìa, nó đang tỉnh dậy và nó đang bò lên cái thành kìa. Các bạn có nhìn thấy không? Trời ơi, chắc đang hồi sức rồi đấy. Đang cố gắng bò, đang cố gắng bò. 4-5 ngày ở trong cái hộp đấy đang là bò ra cho nó giãn gân, giãn cốt. Nay mình nhận được đồ, mình khui ra, mình mới tận mắt chứng kiến, mình mới biết là con ốc này nó nhỏ như vậy đó các bạn. Chứ còn mình coi ở trên mạng không hề biết là nó nhỏ tí. Nhỏ, mình nghĩ là nó gần giống ốc sên thì nó sẽ to ngang ngửa cơ, nhưng mà không ngờ các em mới bé lắm. Mà đâu nuôi cỡ khoảng 6 tháng hay gì ấy thì mới trưởng thành rồi mới sinh sản. Nuôi ốc này thì khá là mất nhiều thời gian, và tới giờ mình vẫn chưa biết là ốc này nó ăn cái gì luôn á. Đấy, trời ơi, đi lấy đi để, đi chắc này muốn tẩu thoát hay gì á. Đi quá thì đi kìa, đi cong cả đít lên rồi kìa. Đó, mấy anh này cũng đang hồi sức rồi này, mừng quá trời mừng luôn. Mình mua 10 em, nhưng mà chủ shop tặng thêm cho mình 2 em baby nữa. Cái loại ốc này á, mà nó đúng cái ánh sáng của nó là nó đẹp lắm luôn á. Bằng cái mắt mình nhìn ở ngoài là cực kỳ đẹp luôn. Và mỗi một con nó có một cái hoa văn khác nhau, những cái điểm nhấn khác nhau nữa.
Đây là cái căn nhà mà mình vừa mới làm ra cho mấy em ốc lá để ở nha. Mình dùng cái hộp nhựa. Hộp này là cái hộp mà đi mua cháo hủ tiếu gì đó. Mình mua cái hộp này về mình thử để cho ốc nó ở thử coi xem có được không nha. Nó đẹp lắm, ở đấy là cái giấy nó chưa có ra. Chứ chúc mình tắm cho ốc xong là mất cái miếng giấy đó, nó hết trắng trắng liền. Đây các bạn thấy không, mình cho cát vô và mình xịt ẩm cái cát, rồi mình cho cái lá rau vào để cho ốc nó bám vào, thì không biết là nó có ăn hay không nha các bạn. Bây giờ mình bỏ đại một cái lá rau cải vô vậy đó, cho ốc nó nằm nó chơi. Đây các bạn cứ quan sát kỹ cái hộp mình bỏ cát và xịt ẩm. Rồi cái nắp mình cũng đục lỗ để cho ốc nó thở. Đó, các bạn nhìn kỹ cái nắp luôn nhé. Đó. Đây các bạn xem nhé, bây giờ là cái màu sắc của nó tương đối là giống ở bên ngoài này. Cái màu xanh lá cực kỳ đẹp và nó có những cái đường vân ở cái vằn, nó nét nó đẹp lắm. Mình nhìn sát cho mình sẽ thấy là cái khóe vàng rồi khóe đỏ của nó. Nếu nhìn đẹp không, cưng không? Trời ơi, nằm thấy thương không? Đây này các bạn, sau một đêm thì không ăn cái gì cả. Thì mình mới hỏi chủ shop coi là sao mà mình bỏ lá rau cải vô mà ốc nó không có ăn. Thì chủ shop mới bảo là chị kiếm rêu cho nó ăn. Thế là mình phải đi ra cái tường đằng sau, mình thấy cái chỗ này có miếng rêu này. Cái mình bế ra cho các em xem có liếm láp được cái gì không. Liếm láp đỡ sống qua ngày, không biết có ổn không. Mỗi một con ốc nó có một cái hoa văn khác nhau, không có con nào giống y như con nào đâu các bạn. Thấy hàng tiền vệ không? Đứng ngay ngắn như vậy đó, nằm ngủ hay gì đấy chả biết nó mà chẳng chịu leo lên. Còn trên này bốn em này đang là chiến đấu. Đây thì mình chuyển qua đây đi, bên đây mình thấy đám rêu nó to hơn. Trời ơi, các em ơi là các em. Cái loài ốc này hầu như là nó sống ở trên cây không à. Nên sống ở trên cây nó ăn những cái rêu bám ở trên cái cây á, ăn lá cây á, cho nên cái ốc này là cực kỳ sạch luôn. Nó sạch lắm. Đấy, nhìn cái thân hình của em nó trắng nõn trắng nà là các bạn biết rồi đó, cực kỳ sạch. Cái em ốc lớn này không biết ai em cứ chọc ghẹo gì cái em ốc nhỏ, cứ móc móc đùn đùn đẩy đẩy thấy không. Thấy chiều người người ta không? Người ta đang đi mà lôi người ta như vậy, có ý đồ đen tối gì với cái em kia không biết nữa. Đó,
cứ cố đeo lên người người ta. Ừ, thấy chưa? Thấy chưa? Người ta rút lại một cái đấy chưa? Tuột cả đít ra rồi kìa. Đấy, cho vừa. Ừ, cho vừa bụng. Đấy, cái tội. Ừ, lôi người ta. Đấy, giờ người ta lôi lại kìa, thấy chưa? Tuột cả đít luôn rồi. Cái đít đấy nó nằm ở trong cái vỏ, tuột luôn rồi. Cái lúc mà mình khui ra, mình thấy mấy em ốc này không hề có cái râu. Mình cứ tưởng là vận chuyển xa nó rụng cái anten rồi cơ. Nhưng mà không phải. Khi mà mình cho các em ấy chuẩn bị bò ra thì các em mới đưa cái anten ra để các em mới định hướng. Nó chỉ thụt vô, thụt gì gọi là thụt vô, thụt ra. Chứ nó không có bị đứt. Mình thấy ở dưới bến sông có cái cục đá này, nó có nhiều rêu này. Bé em mới ra ngoài đây để cho em mới thử coi xem em có ăn không. Đấy, đang không biết là tôi là ai, tôi ở đâu đây này. Không biết cái bà này, bà Thảo này, bà đưa tôi đi đâu đây. Đang định hình, đang lấy anten rà soát coi. Nuôi mấy cái em này cũng bận lắm đó các bạn. Nào là sáng ra cho đi ra dạo ăn rêu, rồi chiều lại đi tìm rêu, xong bắt đầu bế ra, xong rồi đợi chờ đấy. Đợi chờ ăn uống mà không biết là có lo ăn hay không. Các bạn nhìn kỹ các bạn thấy hình như là mình mấy ngày nay mình nuôi ốc nó ăn không có đủ chất á, nó bị nhạt màu cái vỏ đi á, nó nhạt ở cái phía ngoài á. Nhìn kỹ là thấy. Không biết làm sao giờ mình còn non nớt, mình chưa có kinh nghiệm nuôi, giờ mình cũng bó tay thôi. Cái loài ốc này nó không có sống ở dưới nước, cho nên là nó chỉ cần một độ ẩm ít thôi. Còn nhiều nước quá là nó chịu không nổi, nó sẽ bị bệnh rồi nó chết. Thì hôm nay mình Thảo chia sẻ cho các bạn về cái loài ốc lá đến đây thôi nhá. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu mà nó còn sống ấy, thì Thảo sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Bye bye.